Nhóm YouTuber quay phim cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ là giám sát hay cản trở. Mạng xã hội đang xôn xao clip ghi lại cảnh nhóm YouTuber quay phim cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ với lý do giám sát công vụ nhưng bị cảnh sát giao thông yêu cầu tránh ra ngoài khu vực cọc tiêu để cảnh sát giao thông làm việc. Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 22 tháng 2, cảnh sát giao thông xuất hiện trong clip là tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đang làm nhiệm vụ gần khu vực khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Quy, Bình Tân. Vậy muốn giám sát cảnh sát giao thông phải làm như thế nào mới đúng? Cụ thể, một clip dài khoảng 50 phút được chia sẻ, một nhóm nam thanh niên cầm điện thoại quay phim cảnh sát giao thông phát trực tiếp lên YouTube ghi lại cảnh đôi co. Nhóm này liên tục lấy lý do đang giám sát cảnh sát giao thông làm việc nên được quyền quay phim, cảnh sát giao thông thì yêu cầu nhóm thanh niên ra ngoài khu vực cọc tiêu để làm nhiệm vụ. Nhưng nhiều người quay cũng liên tục to tiếng cho rằng cảnh sát giao thông đang lấn chiếm lòng lề đường và hỏi ai cho cảnh sát giao thông làm chuyên đề nồng độ cồn tại vị trí này. Cảnh sát giao thông giải thích người dân có quyền giám sát nhưng không được quyền kiểm tra. Đoạn clip thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận. Nhiều người ủng hộ việc giám sát cảnh sát giao thông nhưng phần đông cũng cho rằng hành vi này đang cản trở cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Cảnh sát giao thông nói, anh được giám sát nhưng anh đứng ra ngoài khu vực để chúng tôi làm việc. Một nam thanh niên nói, anh để bảng tên cho em coi chứ anh che vậy mất quan điểm. Anh đề nghị tôi ra à, anh không đề nghị được. Anh đang lấn chiếm lòng lề đường của người đi bộ. Anh có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông nhưng anh không được lấn chiếm lòng lề đường của người đi bộ. Các anh làm nhiệm vụ không ai cản trở các anh. Cảnh sát giao thông giải thích, anh đi ra khỏi khu vực cọc tiêu này, anh đang cản trở người thi hành công vụ, không tôi gọi công an phường xuống. Anh chỉ là người dân giám sát thôi, chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ. Ở đây chúng tôi làm, có lực lượng kiểm tra. Người dân được quyền giám sát nhưng không được quyền kiểm tra. Một người khác trong nhóm quay phim cảnh sát giao thông phản đối, anh có biết dân bàn dân làm dân kiểm tra không? Anh nói tôi không nhất thiết phải theo anh. Cả nhóm này liên tục cho rằng cảnh sát giao thông đang lấn chiếm lòng lề đường của người đi bộ, hỏi cảnh sát giao thông mức phạt lỗi này bao nhiêu. Sau đó, nhóm quay phim tiếp tục hỏi cảnh sát giao thông, ai cho anh làm chuyên đề nồng độ cồn ở đây? Cho tôi xem chuyên đề kế hoạch đi. Tôi đang hỏi anh, tôi giám sát mà anh dãy nãy vậy, để tôi giám sát được không? Cũng trong clip, một nam thanh niên mặc áo đen, đeo khẩu trang đã đẩy vai một người trong nhóm quay phim tỏ vẻ phản ứng vì bị quay phim, sau đó rời đi. Nhóm quay phim chạy theo đòi quay mặt người này nhưng anh hất tay chống cự. Nhóm người quay video đuổi theo, một cảnh sát cơ động can ngăn. Người quay hô hoán bắt luôn cảnh sát cơ động. Sau đó, nhóm người này quay lại hỏi cảnh sát giao thông nam thanh niên là ai. Cảnh sát giao thông nói không quen biết người đó. Một lúc sau, xuất hiện một nhóm thanh niên cầm hung khí, nghi do nam thanh niên kia gọi đến. Đứng ở bên đường đối diện, nhóm người quay video cũng bàn nhau chuẩn bị đá, cây để thủ. Tuy nhiên, sau đó xe của cảnh sát cơ động đã có mặt, đưa nhóm thanh niên cầm hung khí về trụ sở. Nhóm người quay video theo sau nhưng đến nơi thấy trụ sở công an đã đóng cửa. Xuyên suốt video, người quay liên tục khẳng định nhóm côn đồ cầm hung khí là tiếp thị sữa do cảnh sát giao thông sử dụng để hỗ trợ trong lúc làm nhiệm vụ. Người này cho biết mình là người trong ngành da nên có thể dễ dàng nhận dạng được tiếp thị sữa và mục đích quay video để nói lên sự thật, giúp mang lại cuộc sống bình yên cho người dân. Theo xác minh của cơ quan chức năng, nam thanh niên áo đen xuất hiện trong clip và xảy ra xô xát với nhóm quay phim là một thợ sửa xe nhà gần đó. Thấy bức xúc vì nhóm quay phim tự quay hình ảnh của mình nên xảy ra mâu thuẫn. Theo xác minh với cảnh sát giao thông, thời điểm nhóm thanh niên áo đen xô xát với nhóm quay phim thì lực lượng cảnh sát giao thông không có mặt. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt PC08 cho biết, người dân được quyền giám sát cảnh sát giao thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp nhưng phải đảm bảo các điều kiện, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ, tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan theo quy định tại thông tư 67. Người dân được quyền giám sát cảnh sát giao thông nhưng ai đi qua cũng dừng lại quay phim, giám sát hoặc đi giám sát theo nhóm như vậy thì cảnh sát giao thông sao có thể làm nhiệm vụ khi tình hình trật tự an toàn giao thông tại thời điểm chưa được đảm bảo. Người dân được giám sát cảnh sát giao thông theo đúng quy định của thông tư nhưng không được quyền kiểm tra giấy tờ của cảnh sát giao thông, lãnh đạo PC08 giải thích. Lãnh đạo nói thêm, việc giám sát phải đảm bảo khoảng cách quy định để cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Trong clip nhóm quay phim nói cảnh sát giao thông lập chốt lấn chiếm lòng lề đường là không chính xác. Cảnh sát giao thông được quyền lập chốt ở vị trí thuận tiện, đảm bảo an toàn, đặt cọc tiêu, xe mở đèn quay báo hiệu để người tham gia giao thông được biết. Cảnh sát giao thông cũng quay cọc tiêu khu vực làm nhiệm vụ nên không thể nói là lấn chiếm lòng lề đường. Luật sư Lê Trung Phát, giám đốc hãng luật Lê Trung Phát cho biết thông tư 67/2019/TT cho phép những việc người dân giám sát công an. Như vậy, người dân dù họ đang làm công việc gì, kể cả YouTuber, vẫn có quyền giám sát lực lượng cảnh sát giao thông nhưng phải tuân thủ các quy định, luật sư Phát nói. Theo luật sư Phát, YouTuber hay người dân khi quay phim giám sát cảnh sát giao thông cần phải tách bạch giữa lực lượng cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ với quyền hình ảnh cá nhân của người khác vì việc ghi âm. Ghi hình những người dân phải được sự đồng ý của người bị ghi hình. Ông phân tích, nếu các YouTuber quay hình ảnh cá nhân của những người vi phạm mà họ không đồng ý thì buộc phải xóa. Trường hợp nếu việc này được đưa lên mạng viễn thông, mạng xã hội gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín gây thiệt hại, tổn thất cho họ, thì người bị quay có thể khởi kiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Từ tối qua đến nay, đoạn clip đang thu hút hơn 130.000 lượt xem và nhận hàng trăm bình luận. Mọi người nghĩ như thế nào về hành động giám sát trên?